Chào quý thính giả của Đất Việt TV. Tham nhũng được trả bằng đói nghèo, kết là bán nước và toàn dân trở thành nô lệ cho ngoại bang. Tham nhũng tại Việt Nam ngày hôm nay là một căn bệnh ung thư tràn lan trong giới chức cán bộ và đảng viên. Tham nhũng là một loại ung thư ăn mòn niềm tin của người dân về một chế độ suy đồi. Nó làm suy giảm bản năng và biến con người tụt xuống hố sâu đầy tội lỗi chỉ vì đồng tiền luôn ngữ trị mọi lúc mọi nơi. Cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay yêu nước thì ít mà yêu tiền thì nhiều. Đừng hỏi tại sao đất nước Việt Nam vẫn là một nước chậm phát triển. Khoảng cách giữa giàu và nghèo, giữa người dân thường và quan chức, phụ ông Cộng sản và đại gia đỏ quá chênh lệch bất công hơn cả thời Pháp thuộc. Điển hình là ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội, đã bị sa thải. Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc ngày 11 tháng 8 ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an ngày 11 tháng 8, và ông này cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến 3 vụ án. Thứ nhất, vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Thứ hai là vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Thứ ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu mật nhà nước mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Trước đó đã có quyết định khởi tố bị can bắt giam hai cán bộ gần cận Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và một nhân viên của Bộ Công an. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ngày 22 tháng 7 phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 bị can, 2 bị can gần cận với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là Nguyễn Anh Ngọc, là cán bộ phòng thư ký biên tập tổ giúp việc, và Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông Nguyễn Đức Chung. Bị can thứ ba là Phạm Quang Dũng, cán bộ công an thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế. Cơ quan công an điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với 3 cán bộ có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. Một thứ trưởng của Bộ Công an vào tối thứ Sáu cho biết đây là đại án tham nhũng rất nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương đề phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo của Tổng Bí thư ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là thứ trưởng ban này. Nhắc lại, Bộ Công an khởi tố vụ án Nhật Cường hồi tháng 5 năm 2019. Tổng cộng có 26 bị can, cho tới lúc này bị can chính là Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường. Bị can Huy hiện đang bị truy nã quốc tế, đã khởi tố 4 tội danh, trong đó có tội buôn lậu và rửa tiền. Bùi Quốc Việt, anh trai của Bùi Quang Huy, mới đây cũng bị bắt điều tra về tội buôn lậu. Bộ trưởng Công an ông Tô Lâm từng nói, bằng mọi biện pháp, bằng cách gì có thể làm được thì đều làm để bắt được ông Bùi Quang Huy. Trong số các cán bộ và cựu cánh văn phòng thành ủy Hà Nội, vụ án Công ty Nhật Cường được báo chí đăng tải nhiều trong những tháng qua sau các hoạt động kinh doanh trúng thầu liên quan tới dự án thành phố Hà Nội bị cho là có sai phạm. Vì thế ông Chung chắc chắn sẽ bị mất chức. Ông lên quá nhanh thì giờ cũng xuống phải quá nhanh. Việc một người từ ngành công an lên nhanh rồi chuyển sang nắm chính quyền lại là thủ đô thì chắc là nhiều điều bất lợi, chưa nói đến những đồn đại ngoài xã hội liên quan đến ông thăng chức rất nhanh và các cơ bản chính trị của ông hoàn toàn không vững. Như vậy, ông có thể gặp những khía cạnh nguy hiểm về chính trị. Những người công tác trong ngành công an thường bị hạn chế hiểu biết xã hội, văn hóa, kinh tế, v.v. Do không thuận lợi từ khâu đào tạo, môi trường công tác v.v. cho tới thái độ cầu thị, biết lắng nghe của bản thân, quyền lực lớn dễ sinh chủ quan, ít chịu học hỏi. Người được thăng tiến nhanh khác thường cũng dễ bị hạn chế thêm về kiến thức, thái độ. Ngược lại, họ dễ bị ganh ghét, kèn khửa, không tuân phục từ đồng nghiệp. Ông Chung bị tất cả những bất lợi đó. Thế nhưng nhìn chung, ông Chung cũng quyết đoán xử lý các vụ việc nổi cộm trong thủ đô Hà Nội, điển hình như là vụ Đồng Tâm. Một hành vi thô bạo và can thiệp đến tính mạng mà ông Chung đã dám làm. Ông Chung thiếu một số hiểu biết về bản chất chính trị quá rắc rối ở Việt Nam, nên ông làm nhiều thế lực khác khó chịu. Những điều to tát nhưng về quyền lực, ông đâu thể quyết định được đến như vậy.
Cho dù đúng thực tâm và mong muốn, vũ động tâm là một vũ hoàn toàn bạo lực và được sự quyết định lãnh đạo của Chủ tịch thủ đô Hà Nội là ông Trung. Làm chính trị nói chung ở khắp nơi, cần đề cao đào tạo, đức tin, tính nghĩa và tránh tham lam vơ vét công khố vào túi của mình. Mong sẽ thành công, thành đạt và đồng thời tránh được sự đổ bể phá sản. Đã làm công việc chính trị muốn thành đạt thì phải bỏ lòng tham, làm hết sức để nước giàu dân mạnh thì đất nước sẽ có tiền đồ và họ sẽ được có sự nghiệp. Nên e rằng sự nghiệp chính trị của ông Chủ tịch có thể sẽ chấm hết nếu ông không tự bảo vệ được sự vô can của mình. Và nếu không, ông có thể phải đối mặt với phiên tòa. Do trong quá trình điều tra, người ta không có nói cụ thể về vấn đề liên quan gì. Họ hứa sẽ cố gắng đến cuối quý 3, tức là cuối tháng này sẽ có kết luận, có quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng ở thường vụ thành ủy, đình chỉ chức phó bí thư thành ủy. Quyết định của Bộ Chính trị là rất nặng và kiên quyết. Sau hai quyết định trên, nếu không có quyết định gì khác nữa thì ông Nguyễn Đức Chung sẽ về nơi cư trú sinh hoạt đảng với chi bộ, cụm tổ và nhân phố mà thôi. Tất cả các thông tin công khai trên thì chưa khẳng định được bất cứ điều gì hơn về Nguyễn Đức Chung. Cũng có khả năng trong vòng 90 ngày hoặc khi hết hạn 90 ngày, ông ấy có khả năng phục hồi lại các chức vụ đảng và chính quyền, mặc dù khả năng này khó mà đạt được. Trước câu hỏi liệu việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có liên hệ hay không tới việc Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị tiến hành đại hội lần thứ 13. Sự việc xảy ra lúc này tất nhiên có liên quan đến việc chuẩn bị tiến hành đại hội đảng lần thứ 3 sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và liên quan đến công cuộc đốt lò củi lửa của các phe cánh của Đảng Cộng sản Việt Nam, trường hợp ông Trung không ngoại lệ, nhất là nếu so sánh với các thành phố Hồ Chí Minh từ lâu và mới đây thấy quá thiên lịch. Vài vụ việc mới được cơ quan công an hé lộ về ông Trung so với bao nhiêu vụ việc khủng ở tại thành phố Hồ Chí Minh trong bao nhiêu năm qua vẫn chưa được giải quyết tận gốc. Còn những người có lẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề thì lại bị xử lý quá nhẹ. Cho nên dù bản chất chính trị Việt Nam rất mù mờ, cẩn trọng trước những đồn đoán thì cũng không thể không nghi ngại liên quan tới việc lên nhanh và tỏ ra quyết đoán của ông Trung trong cuộc ẩu đả nội bộ đảng thăng lên để giữ hay giành ghế phe này phe kia, chẳng hạn phe Nghệ Tĩnh hay chẳng hạn phe công an. Cái chiến thuật đốt lò củi lửa của ông Nguyễn Phú Trọng, nó cũ với người nhưng mới với ta. Nó có thuận tiện tại một chế độ độc tài toàn đảng trị, nên phe cầm quyền lực lượng tạm thời có điều kiện đình chỉ công tác, bắt giam hầu hết các cán bộ bất cứ lúc nào. Trong vụ này cũng không thể ngoại trừ những chuyện nội bộ trong giới công an. Khi đình chỉ công việc một người nào đó thì Bộ Chính trị đầy đủ tài liệu tin cậy để đưa ra nhận định việc đình chỉ chức vụ đảng. Khi đình chỉ một người nào đó thì Bộ Chính trị phải đầy đủ tài liệu tin cậy để đưa ra việc đình chỉ chức vụ đảng và chính quyền của Nguyễn Đức Chung liên quan tới sự sắp xếp bố trí nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội 13 này. Sự vụ này cho thấy ban lãnh đạo đảng đang nỗ lực làm trong sạch đội ngũ của họ bằng chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng chủ xướng từ mấy năm qua. Tham nhũng là căn bệnh ung thư của các loại hình xã hội. Tuy nhiên, nơi này chống tham nhũng hiệu quả, nơi khác thì không. Một xã hội được quản trị không phải bằng pháp luật mà bằng ý chí của một băng nhóm nắm quyền hành trong tay thì việc chống tham nhũng là bất khả. Khi người ta muốn chống tham nhũng không có vùng cấm, nghĩa là nó có trong thực tế, người ta không nhắc đến chức ủy viên trung ương của ông Trung. Chắc phải đợi hội nghị trung ương sắp tới, có lẽ vào tháng 9 này, vì liên quan đến chức ấy thì hội nghị trung ương mới là cơ quan quyết định. Hội nghị trung ương phe của ông Trung được tín nhiệm rất cao và có khả năng vào Bộ Chính trị sắp tới. Diễn biến vừa qua có thể làm dấu hiệu chấm hết sự nghiệp chính trị của ông ta và nó có thể phản ánh những sự đấu đá nội bộ giữa nhiều phe phái khác nhau trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Việc tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Nguyễn Đức Chung liên hệ với công cuộc chống tham nhũng vì Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương đã đưa ra vụ án Nhất Cường vào diện Ban Chỉ đạo này theo dõi. Lúc này là lúc đang có chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Mà ông Trung là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, cho nên nếu kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra cho thấy ông này không liên quan về vấn đề luật pháp hình sự, không vi phạm các quy định của đảng, ví dụ quy chế 214 ngày 2 tháng 1 năm 2020, thì
thì ông ấy vẫn có thể tái cử ban chấp hành trung ương khóa 13 này. Nên đây cũng là một lý do để thanh trừ nỗi bổ lẫn nhau để chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 sắp đến. Đến đây, Đất Việt TV xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn.